điểm hẹn chúa nhật, chúa nhật thứ 28 thường niên ngày 13 tháng 10 2024 hiệp hành với chất độc màu da cam. Song hành bên chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành tiên về thiên đường dập tuyệt xung khắc đập tan mối dây hận thù tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu xót thương chia sẻ bao người yêu đuôi lầm than tìm nguồn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàn song hành nên chúa lòng xót thương Xong Hành bỏ hết mọi vấn vương, Sống hành chỉ có tình bên thương, Sống hành cùng tiến về thiên đường. À, thưa anh chị em và các bạn, Ở Điểm hẹn Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Ngày 13 tháng 10, 2024. Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima năm 1917. Trong uh, tâm tình những người con thảo, chúng ta hướng về Mẹ Fatima và cầu nguyện cho nhau được mỗi người thi hành mệnh lệnh của Mẹ. Mẹ nhân nhu người đời. Hãy mau ăn năn đền tội hãy tôn sùng mẫu tâm hãy lắng lần hạt mân côi và điểm hẹn chủ nhật hôm nay xin đến với anh chị em chuyên mục hiệp hành với chất độc màu da cam thưa chị em hiệp hành với chất độc màu da cam như thế nào và đâu là những nạn nhân của chất độc màu da cam hậu quả như thế nào Mời anh xem và các bạn gặp gỡ hai chứng nhân ngày hôm nay. Trước tiên, người bên tay trái tôi là một bà cụ mới từ ngoài Bắc bay vào đây. À, bà giới thiệu cho mọi người biết bà tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm gì. Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Lẫy, con gốc đạo. Con ở... Bao nhiêu tuổi? Năm nay con 83 tuổi. Con ở giáo sứ Thư Trung, quận Hải An, thuộc thành phố Hải Phòng. Dạ, Giáo phận Hải Phòng à. À. Đấy. Thế, thế gì? hiện nay là con già rồi thì con ở nhà phục vụ bây giờ phục vụ ông và ừ. cháu ông tai biến năm nay 85 tuổi ừ. tai biến máu động trong não không ngớ ngẩn không biết gì bây giờ năm nay chồng con bị thì năm nay là 35 rồi ừ. đấy Thế bây giờ thì hôm nay con đi đây là lòng ao ước cầu xin với chúa Bề trên là cho con từ năm ngoái này này, từ khi mà con được Chúa thương xót chữa lành con. Thì năm nay là năm năm con không được gặp cha từ ngày cha về đây. Còn 35 17 18 19 ở giáo điểm Tin mừng thì năm lao con cũng đi được một lần và cũng đưa được nhiều người vào giáo điểm Tin mừng. Khi con à, và phía bên à, tay phải của chúng tôi đó là một cô bé, à, con giới thiệu mọi người biết con tên là gì? tên là Vũ Thị Diệu à, Vũ Diệu Năm nay Diệu bao nhiêu tuổi? Con 32 tuổi. Ờ. À, ờ à, Diệu đạo chú hay đạo gì có đạo theo đạo chưa? Con đạo Phật. À, đạo Phật đạo. Rồi à, à, Diệu đi học lớp mấy rồi? Con học hết lớp 9 rồi nghỉ. À, học hết lớp 9 rồi nghỉ. Về Diệu ở nhà có làm gì không? Con không. Ừ. À, Diệu có biết đọc kinh lòng thương xót chúa không? Con không. Biết không? À. Vâng thưa anh chị và các bạn uh, đây là bà đây là bà gì của Diệu đây? Bà nội. À, bà nội. À, chúng ta cho chẳng hóa tay chào mừng hai bà cháu. Đây là bà Nguyễn Thị Lẫy, 83 tuổi, ở giáo sứ Thư Trung, giáo phận Hải Phòng. Và đây là em Vũ Thúy Diệu. À, Vũ Thúy Diệu. Diệu Diệu Giàng, Vũ Thúy Diệu. À, vâng, Vũ Thúy Diệu, 32 tuổi. À, đây là nạn nhân của chất độc màu da cam. Bây giờ thì trước khi uh, nói đến uh, những ơn phúc thì bà chia sẻ về gia cảnh của bà trước cho mọi người biết. Uh, bà là người đậu gốc nhưng mà ông ấy thì thế nào và lập gia đình như thế nào rồi uh, con cái các cháu chắc là sao bà chia sẻ hoàn cảnh gia đình trước nha. Vâng ạ. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Lẫy, năm nay con 82 tuổi rồi. Bà kể về bà um, gia đình của bà đó là uh, với ông chồng, con cái như thế nào thôi ừ, rồi Thưa cha là Con lấy nhà con thì nhà con Hoàn cảnh nhà con thì là Mấy đời tránh độc lý trưởng Nhưng con là đảng viên thì cũng ngăn cấm Nhưng con quyết tâm tình thương Là con chúng con lấy nhau Thì con nói với nhà con là Anh lấy tôi thì anh theo đạo Nhưng gia đình không đồng ý Nhưng vợ chồng vẫn quyết tâm lấy nhau 12 năm con vận động nhà con Mới được làm phép tha Đấy, Tại nhà thờ chính tòa thành phố Hải Phòng đấy thì là làm lễ trong phép cho con thì chồng con tuy thế nhưng là người rất có có ý thức dám mua nhà như thế nhưng dám mua ký còn mẹ chồng con thì ngăn cản lắm và con nghe những lời mà mẹ chồng con không hài lòng thì con phải lén tâm con chịu đấy và trách oán con như thế nào con vẫn lén tâm con chịu thì lấy nhà con sinh được bốn cháu ba trai một gái thì bố cháu ví dụ đây là người thứ hai nhưng khi con còn con đầu tiên của con thì sức khỏe cũng không được khỏe. Nhưng khi con sinh cháu thứ hai là bố của cháu dị, cháu dịu đây thì con sốt rét lặng. Đấy, thì con cái chất độc da cam nó mới bung lên. Thì đẻ ra bố cháu thì như hai cái ngà, như mọc hai cái sừng đây. Và ngực một đống xương thế này, một đống ngực sụn thế này. Thì bây giờ nghĩ rằng là hay là các cụ nhà con ăn ở ngày xưa thế nào mà bây giờ mình phải chịu hậu quả vợ chồng lặng lẽ được 12 ngày cho cháu lên bệnh viện trung ương Hà Nội. Thì cứ hai tiếng đồng hồ thì cho cho vào cái máy lại bóp 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 cho cái 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 cái, 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 sụn đó, cái u nó lốt đẹp ra thì cuối cùng cháu bố cháu lại đầu tẹt như đầu cá chê Đấy. Thế thì lui thì bảy tuổi cho đi học người ta không nhận vì bé. Con mà rất là thông minh nhanh nhẹn nhưng người ta không nhận, bé người ta bảo bé không? nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm con ở nhà con dạy học. Thì quyết tâm cháu vào học được thì bố cháu học hết cấp 3 thì năm 20 tuổi thì đòi lấy vợ đòi lấy vợ thì con nghĩ là mẹ cháu cũng 20 tuổi hai đứa học với nhau rồi là đồng ý lấy nhau thì chúng con có thôi cưới cho cháu thì là sinh được một cháu dịu đây đấy sinh năm đến năm 93 thì sinh được cháu thì là đến năm 2001 hai vợ chồng thì đi chợ vợ đi chợ bán hoa làng hoa mà, gái làng hoa 14 ăn hoa thì chồng 5 giờ đi đón vợ. Thì đi đến cái chỗ ngã năm thành phố Hải Phòng đấy. Thì lúc 5 giờ, giờ hơn thì đèn đường chưa có mà trời thì tối. Thì ba anh say rượu không đội bộ bảo hiểm lao thẳng đâm vào hai vợ chồng ngã lăn ra. Thì đằng sau một cái xe tải vừa vừa nghiến luôn. Thế là họ cũng chạy luôn. Thế giờ người đi về đấy thì người ta mới gọi cho công an vào thì may quá lại có người làng. Người ta biết là con nhà con. Người ta về người ta gọi thì đưa cháu vào thì bệnh viện tiệp thì bố cháu được 17 ngày thì ta trả về. Thì được 8 ngày sau thì bố cháu mất. Còn mẹ cháu thì vào sọ lão 5 năm sau mới chết. Thần kinh, ra điên ra dại đập phá. Con khổ lắm, nuôi cho con lại nuôi nuôi cháu như thế này. Thế rồi là bố mẹ cháu, hai, hai bố mẹ cháu đều bằng tuổi nhau. Sinh năm 72 cả. Thế đây là bố mẹ mẹ cháu thì sau 5 năm chết, bố cháu thì chết 2001. Nhưng 2001 thì con là chất độc ba cam bây giờ con chưa biết là con cái gì cả mà không biết con con làm sao mà cháu con làm sao lại thế này mà cháu thì mẹ cháu có chữa thì được mang thai cháu được 6 tháng rưỡi đẻ ra cháu thì chưa có mắt chưa có lông mi lông mày đầu chọc hiếu như là cục thịt ấy. tức là bé dịu đây đó phải không ừ. được, à, thưa anh chị em và các bạn chúng ta nhìn bé dịu nhìn là rất là dễ thương như thế này nhưng mà à, lúc mà sinh là thiếu tháng là có 6 tháng rưỡi thôi Người ta nói là 9 tháng 10 ngày là đủ nhưng mà đây có mới 6 tháng rưỡi uh, lúc gặp ba má lúc gặp ba nó qua đời đó, thì lúc đó nó mấy tuổi 8 tuổi ạ vâng lúc đó 8 tuổi và sau 5 năm sau thì người mẹ qua đời à, uh, thưa anh chị em và các bạn chúng ta đang nghe một người hơn 80 u 90 82 tuổi đang kể về câu chuyện đời của mình uh, nạn nhân của chất độc màu da cam nhưng mà họ không có biết um, khi mà đứa con trai thứ hai của bái, tức là ba của Diệu đây uh, sinh ra, uh, chúng ta vừa mới nghe bà kể như vậy rồi. Nhưng mà cũng uh, được trở lại bình thường. Đến năm 20 tuổi thì lập gia đình, lập gia đình rồi sau đó sinh ra bé Diệu và đến lúc mà bé Diệu được 8 tuổi thì hai vợ chồng đi bán hoa, đi chợ. vâng, đi chợ hoa. Rồi ba anh chàng thanh niên say rượu tông vào, uh, kết quả đó là hậu quả gây ra là sau 15 ngày ừ. vâng thì bố của Diệu qua đời để lại người mẹ bị chấn thương sọ não mà nếu mà chấn thương sọ não sống được thực vật nằm yên một chỗ thì cũng còn được đi nhưng mà chấn thương sọ não nó làm cho trạng với dây thần kinh và suốt 5 năm người con gái ấy chồng thì chết mà con thì lúc đó là chất độc bồi da cam nó cũng làm cho người con không bình thường rồi ra điên ra dại suốt 5 năm cứ kêu cứ la cứ khóc rồi đập, đập phá. phá đủ thứ lúc đó chỉ có một mình bà lúc đó là bà bao nhiêu tuổi dạ, bây giờ là cách năm nay là hai mươi mấy năm rồi cháu con vâng lúc đó bà khoảng 60 hơn vâng khoảng 20 năm rồi lúc đó bà khoảng hơn 60 tuổi mà một nách vừa lo cho con, con dâu phải không ạ con dâu 5 năm năm đi điên, điên khùng khùng rồi lo cho đứa cháu nội nạn nhân chất độc ngồi trao cam bà ấy sẽ kể về lúc mà nó sinh ra là chúng ta thấy mới có 6 tháng rưỡi thôi mà nó là một nhúm thịt không ra hình hài của con người chúng ta thấy cuộc đời của bà ấy một người mà đảng viên mà đi theo đạo phải phấn đấu với biết bao nhiêu cái áp lực bao nhiêu áp lực Cuối cùng thì vẫn theo đạo được Và lấy một ông chồng Và dĩ nhiên là ông chồng đó là không có theo đạo được Rồi phải tới 12 năm để cố gắng xin một phép chuẩn Hợp thức hóa hôn nhân khác đạo Để đạo hai người đi giữ Một mình và sống giữa gia đình Tất cả đều là người không công giáo đúng không? Vâng Anh chị em thử tưởng tượng cái áp lực Áp lực của bà ấy như thế nào? Áp lực về gia đình Áp lực về sức khỏe rồi áp lực về những đứa con dâu bị bệnh rồi đứa cháu nội bị bệnh như vậy rồi chung quanh bạn bè biết bao nhiêu người họ nhìn bái là một người theo đạo mà có thể người ta sẽ hỏi rằng là đấy bà theo đạo mà biết bao nhiêu sự khó đã đổ dồn lên bà thì đạo là cái gì có giúp được bà cái gì hay không lúc đó là niềm tin của bà bị thử thách nặng nề lắm đúng không dạ dạ thưa cha đúng ạ Thưa cha là con bây giờ thì 12 năm, trong 12 năm thì tuần nào cũng không bỏ lễ. Thứ năm và chủ nhật. Không bỏ lễ nhưng không được sức lễ. Vì chưa được làm Chị phép. Đúng. Vâng. Thế thì bây giờ mới cha xứ còn thương lắm. Là thương lắm mà bây giờ đưa về ngoại nhà con bảo thế Mày bảo chồng mày về đây Tao sẽ xin chúa là mà nhà con Mẹ ngoại nhà con bàn thờ to đẹp lắm Thì về đây Nhưng mà chồng con bây giờ lại cứng lòng Nhưng khi mà con dụ dỗ được thì con lại không cho về nhà con nữa nhà mẹ con nữa mà con bắt lên nhà thờ đấy nên nhà thờ thì nhà con cũng lên lên xong đó là về hứa với cha về lên nhà thờ chính tòa mua cho con một bàn thờ rất to nguy nguy đẹp đấy dưới ngay dưới phòng con đấy nhưng còn mẹ chồng thì thưa mấy cha với cộng đoàn là con khổ này này đọc kinh tối về đọc kinh thì về sách phải rút vào trong trong hòm riêng đấy thế xong rồi là lại cất đi nhưng mà không được lại cho ai biết đọc thầm một mình trong buông màn Thời gian bây giờ là chỉ có buông màn đấy. Đọc một mình, thế lại giấu đi Không cho ai biết cả Nhưng cái, cái tượng chịu lạn này thì để đầu bé bé Để đầu rừng xong lại gấp cất đi vào tủ Ngày nào cũng vậy, sáng nào cũng vậy Thế mà mình con mình là Một lách một mẹ chồng Và bốn đứa con Hai vợ chồng đi làm công nhân Bây giờ được là bao nhiêu đâu cha Thế còn phải dòng hai xào rau Còn sáng sớm đi chợ nữa, rồi rau đi chợ Xong về mới đi làm công nhân Rồi lại trông con như vậy thế mọi việc như vậy con gánh rác như vậy. Thế còn bây giờ con nói, mấy mấy uh, ngoài bố của bé Dịu bị như vậy còn ba đứa con kia của bà nó có bình này. thường không? Không có một người con cá thì đầu tiên ấy thì cháu cũng tâm cũng không được tinh thần cũng không được bình thường. Ừ. Đấy, nhưng mà cũng không đến lỗi. Ừ. Nhưng mỗi bố cháu là người ngày, ngày là con sốt rét. Ừ. Lặng quá thì là đau đâm như vậy. Thế còn đến đời cháu đây thì bố cháu chết 2001. 2004 mới có chế độ chất bọc ra cả. Ừ. Rồi uh, bây giờ bà kể chuyện uh, bé Dịu nó sinh ra như thế nào rồi bà uh, chăm sóc nó trong suốt thời gian mà mẹ nó nó sinh ra rồi nó bị như thế rồi nó được biến đổi ngày hôm nay nó như thế này như thế nào và chia sẻ về cuộc đời của bé Dịu cho mọi người cha... rồi sau đó bà nói tiếp về cuộc đời của bà. Thưa cha và cộng đoàn là khi sinh cháu ra thì con không biết là cháu như thế nào cả. Thế thì đến khi mà 6 7 tháng nó cứ lòng nó ngơ ngơ. Thưa cha và cộng đoàn mà cha và cộng đoàn đi là nhìn trên tivi những đứa trẻ mà nó cứ dãy dẫy ở trên chất độc da cám thì cháu như vậy đấy, Như vậy đấy. Thì khi mà cháu được 8 tháng thì con nghe là giáo sư Nguyễn Tài Thu ở bệnh viện Hà Nội châm cứu rất giỏi cho những đứa tàng tật này. Đấy. Thì là con đưa lên đấy thì giáo sư mới xem và thương cháu châm cứu cho cháu 15 năm liền. Lúc đó, lúc đó thì tình trạng cháu, sức khỏe nó như thế nào? Cháu chả biết gì cả mà cứ lòng lơ ngớ lơ ngớ như vậy thôi. Có đi lại em, không không đi lại được, còn thưa chị tự cháu không nói năm bảy tuổi cũng không nói được câu chưa nói là câu nào và hai nữa thì không đi được cứ đi dựng dựng lên hai ba bước lại ngã tuệ, hai ba bước lại ngã tuệ ngã đạp ra như vậy thế mà những châm cứu phải nói là giáo sư Nguyễn Tài Thu giỏi ông nên ông thử máu mà, mà chất độc oxy rồi chữa khổ lắm và không thể khỏi được nó chỉ một ngày yêu đi thì bây giờ kinh tế còn khó khăn lắm nhưng mà con vay chị em vay công đoàn Đấy, trừ lợi lương dần châm cứu cho à, thủy và à, à, tiêm gọi là bầu lão cho cháu sáu lần thư cha và cộng đoàn sáu lần bây giờ hai triệu bảy một toa mới là to lắm nương con nó được bốn mươi chín đồng một tháng mà hai triệu bảy một toa mà chiêu năm năm liền sáu lần con đi vay vay tiền công đoàn là trừ lương dần trừ lương dần hàng tháng của hai vợ chồng Đấy. thế và sáu lần cặp lưỡi lôi cháu ra thì cháu mới nói được. Nhưng bây giờ lưỡi thì giáo sư nói đúng là càng lớn tuổi thì lưỡi nó càng ngắn lại. Bây giờ đúng như thế. Cái tay cháu bên trả bên phải thì liệt hẳn nửa thân rồi. Còn bên trái thì khoèo như thế này. Mà đến khi mà ông bây giờ tiêm bổ lão này là nó tỉnh táo nên cho nó đi học được. 10 tuổi con cho cháu ra trường thì người ta không nhận. Người ta cho vào trường khuyết tật. Và tôi không muốn cho cháu tôi vào trường khuyết tật. Mà tôi muốn cho cháu tôi ở đây nhưng được với ông cháu là giáo viên cấp 3 và chủ nhiệm và các thầy ban dành ban ban uh, giám đốc của nhà trường đấy thì nhiều người là học trò của ông thế cho nên là bảo vậy bây giờ bà về phải làm đơn gửi là vào đến 25 nếu được thì chúng con nhận mà không được thì bà phải vui lòng đón cháu về nhưng khi mà con dạy cháu vỡ lòng ở nhà dạy từ ABC cháu thuộc cháu biết vì cháu châm cứu mà cháu truy tập từ đỉnh đầu cho nó gót chân một ngày là 48 cái kim. Cái dài nhất là 20 phân, 15 phân, 10 phân. Châm cho cháu thì cháu đi được. Cháu đi được. Thế rồi phấn đấu cứ mỗi lần đi tia mà đi đi tiêm hôm lao mà tiêm làm sắp mà tiêm cái kim dài 20 phân đấy thì phải mất một con chim quay. Nịnh đó thì nó mới cho chim châm. Thế vào bin bin phải mua một bịch để cho nó thì nó mới nghe mà bệnh bệnh viện trung ương đấy, bệnh viện Hà Nội đấy thế mà như vậy là cháu tiến bộ, về cháu học được, cháu đi học được 10 tuổi đã xong làm đơn như vậy là muốn làm cháu học vào lớp, nhưng mà biết tay trái muốn cứ thế này giật giật thế này, khi thi cấp 2, thì cháu thi thì được có bốn điểm toán, thì nhà trường gọi con ra mà bà ơi cháu phải thi lại môn toán, cháu có được 4 điểm thôi, thế về con bảo nó nó khóc ầm lên, hai cái thằng bên cạnh đấy, nó nó chép bài của con thế được có mấy điểm nó quát nữa, nó được 8 điểm thấy xong nó nó khóc ầm Nó ăn vạ ăn vạ thì bây giờ con mới ra trình bày với ban giám hiệu con nhà trường thì nhà trường bảo vậy vì bà về làm đơn thế con về làm đơn nhưng trong đơn con có mở ngoặc là xin cô giáo chủ nhiệm vì chấm cháu trường mà không thuộc được chữ cháu thế nên là con mới xin là nhà trường là xin nhà trường xin với sở là sở giáo dục hải phòng là cho cô giáo chủ nhiệm chấm cùng với đoàn để nhận được chữ của cháu Số 7 thì người ta bảo là số 1. Số 5 người ta bảo là số 2. Thì cô giáo giảng lại cho tôi và à thế đúng bài nó đúng rồi đấy. Thế nhưng về thì được 7 điểm mà ba được mấy điểm mà được 7 điểm. Thế khi mà được cháu được lên lớp bảo sao thằng kia được 8 điểm mà con lại được 7 điểm. Bảo trừ một điểm chữ xấu thì nó chịu. Nó chịu. Nó chịu thì là từ bây giờ nhưng mà Chị cháu, còn nhớ không? Dạ yeah, con nhớ. À, con nhớ. Ừ. Con lúc con viết được không? Con viết được những viết khó. Ờ, à, viết khó. còn đọc được không? Con đọc được. Ờ, đọc được. Bây con đọc được không? Con đọc được. đọc, đọc cái này nào? Đọc chữ này đọc ra coi nào. con đọc được. Đọc cái này. Sông hành lên chúa. gì nữa? Sông hành bên chúa lòng chúa thương. Sông hành bỏ hết mọi vấn vương. Ừ. Sông hành chỉ có tình mến thương. Ừ. Sông hành quân đi về thiên đường. Ờ, à, cho chàng phát tay đó giỏi quá. lúc đó dịu là, là lên lớp mấy rồi? Con học à, lớp 9. À, rồi con không muốn học nữa hay là hay là sao? Con không, học được. À, không viết được. À, không viết được cái tay nó yếu rồi hả? Ừ. Con tay tay phải thì liệt, tay trái thì cứng cơ, không viết kịp các bạn. À, tay phải thì bị liệt, tay trái thì cứng cơ, không uh, viết kịp các bạn. Uh, uh, con nghỉ học vậy con có buồn không? Con có ạ ừ. lúc đó con đi học thì con mong ước con sẽ lên sẽ làm cái gì lúc đi học á con mong ước con là cô giáo à, mong ước làm cô giáo <laughs> rồi không đi không đi học được thì lúc đó dịu ở nhà dịu có làm gì không con không làm gì à, à, không làm được gì hết à. rồi dịu có buồn không con... có mà con có cái điện thoại là làm bạn là. à có điện thoại làm bạn đâu dịu lấy điện thoại và quỳ dịu coi điện thoại của dịu cho mọi người coi là dịu chờ, mở điện thoại như thế nào à, thưa anh chị em con có cái điện thoại để làm bạn nào dịu mở mở điểm hẹn chủ nhật coi mà điểm hẹn chủ nhật được không? được. À. nó vẫn mở cho bà. Hay vâng, vâng ngày nào cũng mở TV xong rồi là hôm nào mà TV mà cái cái, cái, cái mạng lại kiếm thì nó mở cái này cho xem. Ừ. Nó bảo bà có xem không? đến giờ đâu không có xem không? Đấy. Xem, cái gì? xem điểm hẹn chủ nhật thứ bảy, thứ bảy à. đấy tối thứ bảy là ông bắt là bà phải xem ngay. À. Và thứ năm là, là là là, chuyện, Bằng chuyện trưa, tích cũ. Đấy. Ừ. Đấy. Bao giờ không bao giờ là bỏ cả. Đây là cái gì? Điểm hẹn thứ nhật à, Điểm hẹn Chủ nhật Cái này của tuần trước à, Cái này của tuần trước, biết nhớ luôn à. Rồi mở ra Chuyện xuyên tích cũ này, mà chuyện xuyên tích cũ Rồi à, mỗi ngày thì nó mở cho bà nghe như thế nào? Thì giờ sáng cứ đến là thứ năm thì là ừ. Đây là cái gì? Chuyện xuyên tích cũ ừ. Thứ năm Thứ năm À, Diệu thích nghe không? có à. tôi ông cũng ngụp chưa nghe? À, tôi ông mở nghe ừ. à, thưa anh chị em và các bạn có những người mà họ anh chị em thấy để mở được một cái điện thoại không có dễ vậy nhưng mà không bỏ không bỏ một tuần nào hỏi thử anh chị em và các bạn coi à, mở được mấy tuần tuần nghe được mấy ngày mình suy nghĩ thử mình có chân tay lành lặn khỏe mạnh mình được Chúa ban biết bao nhiêu là ân phúc Chúa đổ như mưa như mưa xuống cuộc đời của mình Mà có người chưa bao giờ mở để mà nghe Nhưng mà mở đủ thứ Lướt đủ thứ, nhắn tin rồi, rồi Lướt web này, web kia đủ hết Nhưng mà không bao giờ vào đến chữ lòng Chúa thương xót không bao giờ nghe được một bài giảng Không bao giờ nghe được một chuyên mục thứ năm là chuyện xưa tích cũ Thứ sáu là sống đời chứng nhân thứ bảy là tản mạn cuối tuần và thứ chủ nhật là điểm hẹn chủ nhật rồi thứ hai thứ ba là hành trình lòng thư xót thử hỏi anh chị em nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay đặt mình trước mặt Chúa các bạn thử trả lời song phẳng trung thực mà trả lời với Chúa bạn so với một em mà bây giờ tay phải thì bị liệt tay trái thì cứng cơ mà cố gắng học tới lớp 9 nha cố gắng học cho đến lớp 9 muốn học nữa và mơ ước làm cô giáo nha mà lại làm một người ngoại đạo nhá, mà họ còn chăm chỉ, họ chăm chú, không những mình nghe mà còn nhắc bà nội hôm nào mà không nghe là nhắc bà nội, không mở đi, không mở mở lên mà nghe. Con nhắc bà nội phải không? nhắc nói sao? Con gọi bà, bà ơi lên xem đi. Ừ. Con mở chỗ bà, bà không biết mở. Ừ. Bà ơi lên xem đi. Con mở cho bà, bà không biết mở. Còn các bạn thì tôi có mở cho các bạn, các bạn cũng chẳng thèm nghe, chẳng thèm coi nữa. Coi đủ mọi thứ trên đời. Lướt đủ mọi thứ. Nhưng mà lòng thứ cho Chúa thì không hề liếc. Đừng có lướt. Có lướt là lướt qua luôn. Bỏ qua. Lướt là lướt qua luôn. Bỏ qua luôn. Các bạn bạn suy nghĩ thử coi ạ. Đây là một chứng nhận mà Chúa muốn đến để nhắc nhở các bạn. Họ bay từ ngoài Hải Phòng vào trong này. Để làm cái gì? Thưa anh chị em, chẳng để làm gì cả. Để chỉ muốn nói lời tạ ơn Chúa thôi. Để chỉ muốn Chúa gửi người ta đến để nhắc nhở chúng ta rằng là đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại để họ được cứu độ nếu họ không quay về với lòng thương xót của Chúa mà làm sao quay về với lòng thương xót của Chúa nếu họ không biết đến lòng thương xót của Chúa làm sao biết đến lòng thương xót của Chúa nếu không có người nói cho họ không có người làm chứng cho họ để họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa anh chị em tưởng tượng người phụ nữ bá vừa kể cuộc đời của bà ta còn than thân trách phận nữa hay không ta còn than sầu kẻ khổ nữa hay không thử thử tưởng tượng coi nếu mình đặt vào hoàn cảnh của bà mình có chịu nổi hay không có muốn theo đạo nữa hay không 12 năm dằn vặt để mà xin phép tha xin phép chuẩn khác đạo 12 năm chờ sự đồng ý của ông chồng mà ngày nào cũng tuần nào cũng đi lễ buồn một cái là chưa được rước chúa mà vẫn cứ kiên trì như vậy những người khác tôi thấy họ bỏ lâu rồi thôi đã vậy không cho không cho chuẩn thì thôi bỏ luôn khỏi theo đạo luôn khỏi đi lễ khỏi đi lại gì nữa mà không những thế Lại còn phải lo cho bố thằng con thì Hai đứa bị chất đợi, nạn nhân chất độc màu da cam không bình thường Rồi đứa con dâu thì bị đi không ngủ suốt 5 năm Và đứa cháu nội thì nó như thế này đây Anh chị em tưởng tượng Mà phải đi vay đi mượn Biết bao nhiêu tiền suốt 15 năm trời để châm cứu cho đứa cháu này 15 năm trời chắc tiền đồng này chắp đồ kia chắp đồ cá vá đồ tôm ứng tiền ra để mà trả mà ông giáo sư ông kiên trì chăm châm cứu suốt 15 năm mà những cái kim cả 20 phân nó đâm vào người suốt bốn mươi mấy gần năm cái kim đâm vào người mỗi ngày bạn thường tự tưởng tượng thôi lúc đó đâm mà con có thấy đau không đau dạ hả đau đau à rồi 15 năm mà chữa như vậy con thấy chán ông nản không có ừ. Nhưng mà con cũng cứ tin thôi. Ừ. Nghe chưa? Con cứ tin thôi. 15 năm mà con cứ tin thôi. Con có cầu nguyện với Chúa không? Dạ, ừ, con có. Ừ. Làm sao mà con, ai, ai nói cho con về Chúa để con cầu nguyện với Chúa? Ba nội con. Ừ. Rồi sao mà con biết cha? Cha này cha gì đây? Cha Long. sao con biết cha mà hôm nay con đến gặp cha? Con hơi mỏi, chân con biết. Ừ. Để con gặp cha bây giờ chưa? Con gặp năm 2017 rồi ạ 2017 hả? Ừ. kể ừ, lúc kỷ niệm cha với con gặp nhau 2017 như nào? Hôm ừ. 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 nay con đứng lên làm trứng ấy Hôm ừ. Nói con đứng lên làm trứng nữa cho cha, ừ. cha cho nhiều quả lắm à, cho, cho nhiều quả lắm <laughs> à, Làm trứng ở đâu nhớ không? Ừ, chứng giáo điểm tin mừng à, Giáo điểm tiêm mừng Lúc đó con làm chứng con được ơn gì nói mọi người? Con con khỏe mạnh hơn thôi. Ừ. Con khỏe mạnh hơn mọi người Vì như con Ừ. con con làm trứng Con làm trứng con được khỏe, con lên con làm trứng. Bạn có sức khỏe, bạn có thấy đó là ơn huệ chú ban không? Hay là phải chờ chú cho liệt hết với nhau đi rồi cho nó khỏe rồi lên làm trứng. Mình mới biết ơn của chúa. Mà lúc mình khỏe mình không thấy ơn của chúa. Phải chờ liệt rồi chú ăn cho khỏe mới chịu hả? Hả? Muốn liệt bao nhiêu năm rồi mới chịu? Muốn liệt bao nhiêu năm? Nghe muốn liệt bao nhiêu năm rồi mới nhận ra ơn chúa? hai tháng là đủ chết rồi chứ đừng có nói mà tôi hai ngày tôi còn chịu không nổi bạn là khá đấy tôi hai ngày tôi cũng chịu không nổi bạn thường tượng hai ngày mà nằm im một chỗ chịu nổi không mà ngày nào cũng bốn mươi cái kim mới đâm mà người bạn kim mỗi kim là hai mươi phân bạn chịu nổi không mà đi 15 năm nhé bạn 15 năm nhé Mà con cứ tin thôi Con cứ tin thôi Và ngày nào cũng mở cho bà nghe Rồi vì bà không biết mở cho nên con mở cho bà nghe mình bà mở con cũng chả thèm nghe gì được nói, nói mà mở cho bà nghe có đúng không rồi bà kể tiếp nó sau đó là sao nữa kể nó xong rồi chuyện của bà tiếp vâng. thưa cha là sau đó thì con tâm trí của cho cháu như thế cho cháu đi học thế là vì là khi lớp 8 là con phải đi theo cháu để chép bài cho cháu để. cứ bài nào thì mà hôm mà còn phải đi làm thì là nhờ cô giáo là bài nào thì cho mượn một cái bài ấy về chép cho cháu về rằng mà con biết làm nhưng con không chép nổi đấy con làm được con không chép nổi thì hai bà cháu lại làm với nhau đấy làm với nhau thì cô giáo bảo là kiên trì cô giáo chủ nhiệm thương vô cùng là thương thương lắm thế thậm chí ra lớp thì các bạn lại bắt lạt nữa cơ thưa cha với cộng đoàn con chiến đấu luôn thằng nào bắt lạt con nuôi thắng về nhà bố mẹ mày con tỉnh con đánh luôn mà mày bắt lạt cháu tao Tao lôi về bố mẹ mày Tao đánh trước mặt bố mẹ mày Bố mẹ phải đến nhà con xin lỗi Đấy Thế rồi là uh, Cái áo uh, Của học sinh đấy Đấy Áo đồng phục của nó Nó vẽ đầy vào lưng áo Con lột cái áo đó ra Con mang thẳng lên ban giám hiệu nhà trường Con gọi bố mẹ nó ra vào đây Đây cái áo này Con bắt đền phải mày áo khác ra cho con con Cho cháu con Không được làm thế này mình sao xin lỗi đấy Nhưng bây giờ chúng nó ra trường đứa nào cũng quý chị Dịu Mà con Dịu này ra học thì là Học lớp 1 thì nó lên 10, nũ kia nó lên 7 Giờ phải gọi cô giáo bắt gọi bằng chị hết Giờ đứa nào cũng chị Dịu ơi, chị Dịu ơi Đấy, đấy rất là quý chị Nhưng mà thế ngày xưa bà đánh có nhớ, con nhớ Con bắt lạc chị, con nhớ Đấy, đến bây giờ đấy Có vợ, có con, còn có mấy đứa cũng thỉnh thoảng đến thăm chị Chân, Đấy nó, Cái thằng bị vẽ con Hôm nọ thì họ rất lớn xin lỗi con Oh, bạn nghe gì không? <laughs> nghe gì không? <laughs> Cái thằng mà nó vẽ vào áo con ấy, hôm nọ con gặp nó, nó xin lỗi Thì con. Bây giờ nó có vợ có con rồi. Bây giờ nó có vợ có con rồi. Nó bảo chị chị ơi. hồi xưa em sai chị quá, chị cho em xin lỗi. Sai với chị quá, chị cho em. Sai à? Sai à? Vì à, sai à? nó có vợ có con rồi, nó xin lỗi là ngày xưa em đã sai với chị rồi, Giờ em xin lỗi chúng ta thấy tuyệt vời chứ một cái nhân cách đấy chứ có bao giờ bạn làm lỗi cho người khác mà cả bao nhiêu năm rồi bạn quay lại bạn xin lỗi không thử suy nghĩ coi biết bao nhiêu lần mình làm lỗi với cha mẹ với người này người kia có bao giờ mình mở miệng xin lỗi ngay lúc đó còn đây là cả mười mấy hai mươi năm rồi có vợ có con rồi còn quay lại chị diệu ơi hồi đó em làm sai rồi bây giờ cho em xin lỗi những cái nhân cách thật là tuyệt vời thưa anh chị em và các bạn sống trong thế giới ngày hôm nay mà gặp được những tâm hồn như vậy những tâm hồn cao thượng như vậy thế trong sáng mà rồi con còn giận nó không con không ừ. con mà hồi đấy em một bé anh chị không chết <laughs> ờ, hồi, hồi, đó em còn bé chị không chấp <laughs> mà lúc mà tụi nó chọc nó bắt nạt con con có tức không con tức nhưng mà không làm gì được à. con về cũng vậy à về con về làm gì mất là à, con tức mà không làm gì được con về con mách bà nơi con có còn giận bạn các bạn đó không con không ừ. Ừ. bây giờ chúng nó lớn hết rồi ừ. Con vợ, con hết, ừ. À, con vợ, con có vợ có chồng hết rồi giận gì nữa à, có vợ chồng hết rồi <laughs> giận gì nữa con có mong lập gia đình không có chồng có con như tụi nó không không sao con sợ con con sẽ bị những con không ơi nuôi à. bạn nghe không ạ nó không dám lập gia đình vì nó sợ con của nó cũng bị ảnh hưởng của chất độc và như vậy thì không có ai nuôi con của nó một con người có trách nhiệm chứ đâu phải xem, cứ xem TV thì đâu, phải... Bố đời. đâu phải cứ yêu bừa rồi xong Đẻ con chả có trách nhiệm gì bây giờ mới bạn trẻ bây giờ cứ yêu cuồng sống vội thôi rồi có con hay không có con và có những đứa con chả cần có trách nhiệm gì cả miễn mình vui thú thỏa mãn xác thịt mình trong cái giây phút đó thôi còn bất chấp cái hậu quả đứa con mình nó muốn ra sao nó chịu hậu quả như thế nào cậy cái... có dám nghĩ như nó không Ai, ai không muốn có một người chồng Ai không muốn lập gia đình Nếu không đi tu Vậy mà con không dám, không nghĩ tới Vì con bị như thế, lỡ con của con như thế Thì ai nuôi Rồi kết kể tiếp đi bà Dạ, thưa cha là Con, bản thân con Sau đó thì con bị năm 1977 Là con bị Bục dạ dày là Do chiến trường Đấy Con bục dạ dày bây giờ cắt một bây giờ bục ra thì người ta túm bục nhưng mà nó bục to quá cắt 1 phần ba đấy. Thế sau 5 năm, năm sau nữa thì con đau lại thì là cắt 2 phần 3 nữa là 3 phần 4 dạ dày. Sau đó đến 20 năm sau thì con bị di chức căn ra là ung thư. Thư gì? Ung thư dạ dày. Thư dạ dày thì từ ngày đấy cho đến bây giờ là con mổ 8 lần nữa rồi. hai lần dạ dày và 6 lần. Di chức ra ruột, nó hoại tử ruột, ruột con dạy chỉ còn một đoạn thôi. Thế là con ăn bữa chỉ hai xìa cơm này. Sáng thì không biết ăn sáng mà sữa không biết uống Cứ chịu đựng như vậy được mà không đói Thế nhưng mà được là chú ban Còn nếu con không gì thì con chết từ 2017 là Đã bỏ bác sĩ trung ương trả về hai lần Bệnh viện tỉnh trả về hai lần Cho về đóng ván rồi đấy quan, tài, quan tài hẹn rồi Thế và bàn ghế để bên nhà ông anh chợ chồng rồi Chỉ chờ tắt thở là là đi là xong Thế nhưng mà thôi chú ban cho con 2017 thì con nằm ở bệnh viện Tinh Tám Hà Nội thì cho con này lên để người ta phát cơm thì cháu ra cháu đón cơm thì người ta bảo thôi con ở trong này cô mang vào tận nơi cho bà cho cháu để cho nó một suất nữa đấy Thế thì khi mà con nghe cái đài của cha bây giờ bà, đấy là con nhờ một người mua cho con ừ. bây giờ bà kể coi là làm sao đài. mà biết đến lòng thương xót chúa rồi biết cô biết đài... chứ, ta ơi con biết không bỏ con không bỏ Đó, lễ. làm sao mà bà biết lòng thương chúa cái duyên mà bà biết đến con biết là như thế nào khi... con được nghe cái đài mà có một người đi trong ấy về thì bán cho con mình mua cho con một cái đài không biết là trăm rưỡi là hai trăm gì đấy năm trăm bài giảng thôi đấy thì con nghe cái đài thì con mang lên bệnh viện con nghe con nghe thì hai bà cháu nghe mà hài miệt thì đầu tiên mở bé thì xung quanh cái giường xung quanh đấy các các bộ đội đấy thương binh bộ đội chị ơi chị chị, chị mở to cho em nghe mấy hay quá nhưng có một chú bên cạnh thì người công giáo những cũng bỏ chúa thế bảo là chị ơi chị mở to cho em nghe mấy mà sợ chúng mày không nghe thì tao thì thầm tao nghe với chú thôi thế nghe mà nghe thì cả phòng nghe cả bên lưng bên giáo nghe hết phòng có 18 người thế nhưng mà nghe hết thế nhưng thằng ấy bảo là cái chú chứ bảo chứ, chị ơi chị có vào giám điều tin mừng không mà nhưng mà hai bà cháu tao làm gì có đủ tiền mua vé máy bay tiền không có thế nhưng mà mới bảo chị chú ấy bảo này là thế cháu họ gì cho họ vũ Thế em họ vũ em nhận nó là con thế chị là mẹ chị là mẹ em ở à, cô là mẹ 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 cháu cô là mẹ cháu thì cũng chấp chỉ tối bố lắm cô là mẹ cháu thế là vào thì nó có vé được mua cho mẹ này cho bố mẹ được ưu tiên và con thì nó nhận nó là con rồi họ vũ mình là là người họ nguyễn thì là nó nhận là mẹ rồi thì ra vũ máy bay, bay, bay thì giảm có 50% mươi thôi được giảm 50% mươi ưu tiên chiến là liệt sĩ à, từ là thương binh thương binh liệt sĩ thế thì vào mua thì con vào giáo điểm tiên mừng mà nhà có ai biết đâu không ai biết gì cả. Thế thì hôm ấy là đi vào hôm thứ bảy, thứ bảy. Thì con con con. Thứ mấy? Thứ bảy. À. Con con ở mẹ ơi, ngày mai ngày mai là, là chủ nhật thì chúng con thuê một chuyến xe là cả nhà lên thăm mẹ nhé. Đấy. Thế con nói thật bây giờ con vừa vào giáo điểm tin mừng được một tiếng đồng hồ, thì nhận được cái điện thoại con 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 trai con gái bảo như thế. Ô con ơi, con nói dối trước mặt Chúa đúng giáo điểm tin mừng con xin chúa tha tội cho con con nói dối chúa tha tội cho con ơ con ơi không vào được đâu mẹ chuyển bệnh viện và hà tây rồi nói dối thế bây giờ chưa biết địa chỉ thế nào cả thôi để tuần sau đi thì mua vé một tuần <laughs> mua vé một tuần thì để tuần sau con nhé bây giờ chưa biết địa chỉ thế nào mà vào được à thôi thôi thế để tuần sau vậy mẹ nhé thì một tuần đi về rồi về rồi thay bà cháu về rồi thì đấy lần lấy được vào làm chứng đấy được cha cho nên làm chứng đấy mà vào như vậy là thưa cha và cộng đoàn là làm liệt không dậy được không ngồi tựa thế này mà không ngồi mà dám vào trong giáo điểm tinh mừng ngồi ghế đá 12 tiếng đồng hồ không đau đớn thế thì vào nhà trọ thì cháu thì tặng tật thì bà thì như thế này thì làm làm sao được chung như vậy thế vào cái nhà hàng cái nhà hàng à, ăn ở đấy người ta trông thấy thế đấy, ta bảo thấy bà ơi, cô ơi cô vào đây cho 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 cô trọ thì thưa cha với cộng đoàn vào thì làm một cái cái giường ghế đá giường đá Thế nằm mà lưng thế này thì nó đau lắm không thể chịu được Thế mà có cái áo là thì đệm vào lưng cho hết để làm Mà chịu một trăm rưỡi một tối, một ngày một đêm Hai bà cháu đồng ý Thế thì vào cái đá thì cứ ban ngày thì ra giáo điểm ngồi cả ngày Thì đêm về đấy mới nằm thôi Thế đúng một tuần thì bà cháu lại bay về Thì nhà có ai biết đâu, không ai biết Thế là từ bấy con vào được đấy là chú thương con con ngồi con không biết đau đớn nhưng mà con về nhà bác sĩ bảo ô sau này sau nay bà khỏe thế này bằng là tôi nhờ ơn chúa ban thế tuần vừa rồi bà đi tôi đi vào lòng chúa thương xót của miền nam đấy thế xong là bác sĩ mà bảo này chứ thế bà làm sao mà biết lòng chúa thế tôi cho ông mượn cái đài con đưa cho bác sĩ nghe cả tỏ bác sĩ nghe bảo, ôi thế này không trách người ta tin người ta theo và tôi là người đạo thiên chúa nên tôi theo thế mà bà là đảng viên mà vâng tôi đảng viên tôi cũng có cái gì tin là phải tin có chúa thì là phải có mình thế tôi bảo thế thì là từ bấy giờ thế là 2017 vào 2018 vào 2019 vào mà trong đó con mới mà hộ con cũng đi ruột cắt hết rút từ đây mà xuống đến bụng dưới là toát hết cái lần mà con cắt ruột đấy chắc chắn 100% là xong khâu xong là chết thế mà trước khi vào thì con cũng nhờ ơn chúa là con nuôi gấu con nuôi gấu con uống mật gấu mỗi khi dâng chắn rượu gấu lên thì lại xin chúa cho con uống và cho con trị được đấy mà chị xạ bốn lần rồi. Chị hóa chất ba lần rồi. Dụng không còn cái tóc răng này là răng giả hết. tóc, nó, cử, tóc, cửa, tóc, thật, tóc, tóc giả. thật tóc thật. có con. Thế mà như vậy là rồi nó mọc lên. Thế còn răng giả bây giờ là 18 cái răng giả đấy. Không có dụng cứ tự nhiên nó rơi ra hết, chỉ nó chất đấy cha. Con gầy lắm, 62 cân bây giờ còn 44 cân. Đấy, ngày con trả về con về con có 34 cân thôi. Thế nhưng mà con mới hỏi giáo sư rằng là thưa thầy tôi uống mật gấu có được không? thì ông ấy trả lời con là uống mật gấu là bảo chồng chồng con này mua bán trước, con vẫn dâng lên chúa, con uống hàng ngày, bây giờ gấu giết chứ không nó hút như bây giờ, thế là con uống, con cứ uống thì là con khỏe, con sống nên con là một mặt là chúa cho con gặp thầy gặp thuốc, mặt thứ hai là cái nghị lực của con quyết tâm, đấy, con quyết tâm con tin vào chúa bám xong khi con về con nói với giáo điểm, như, con xin lỗi cha và cộng đoàn, con không dám nói tên cha mà chính cha xứ của con, cha bảo thế mày đi đâu? mà con 14 năm làm công tác công đoàn hội đoàn giáo đoạn, ở ở ở, là, ở của, của, của hội chẳng hạt, thế thì cha nói, thế mày đi đâu? thưa cha con vào giáo điểm tiên bằng chỗ cha du xe trần đình Long chính cha còn nói với con là người ta quảng cáo, con ấy. nhưng bây giờ cha về hưu rồi nhưng con vẫn quyết tâm còn đi nhất định đi không bỏ, thế và con nói với mình, mọi người vào đấy các bà trông tôi đấy tôi mà còn một tay sách nhẹ như thế này mà giờ tôi được như thế này nhiều người theo con vào giáo điểm đến cả 17 18 19 vào rất đông đấy và rất đông thì đến năm 19 vào được vài tháng để tra chuyển đấy tra chuyển thì rất nhiều người là tha thiết vào mua đài mẫu đung vào con mua đài về đặt tiền thì ít là có đồng nào mua đài về bảo là ai bảo là em có tiền em giả chị nhưng chị không có tiền ừ, thì giả tao tao lấy thì mua hai trăm rưỡi thì em có hai trăm cũng được ai không có tiền cũng xong đây, con cũng đưa Thế thậm chí những người vợ theo đạo Vợ là người cung vương giáo mà chồng nghe cái đài theo đạo luôn nghe đạo luôn Mấy tập vợ chồng như thế mà Cái người theo đạo này lại Năm nay 74 tuổi mà rất ngoan đạo Lòng chúa thương xót thưa cha này Đến bây giờ đấy, con sách của con đây này, này Sáng ra đọc kinh mân côi Đọc lòng chúa thương xót Đấy Và đọc 15 kinh nguyện của cha trong cái quyển photo ra đấy Con đọc hết đấy và kinh chìa khóa thiên đàng con đọc buổi sáng hết một tiếng con đọc nhanh đấy có khi mệt quá không gì là lầm đọc cây cao là lầm đọc quay lên bàn con hai bàn thờ một bàn thờ dưới nhà một bàn thờ chân ngay giường con với hai bà cháu đấy đấy làm đâu con đọc đấy không ngủ đi đọc kinh cho buồn ngủ cho chú du ngủ đấy như vậy và ba giờ chiều bao giờ cũng không bỏ ba giờ chiều thì con đọc tuần đức mẹ hàng kiếp giúp 9 ngày tuần đức mẹ la vang 9 ngày và các kinh sau đó tuần lòng Chúa thương xót 9 ngày. Không bỏ một tuần, một ngày nào một giờ. Nếu hôm nay bận hoặc nó có công việc gì đám xá này khác, tối đọc bù. Mà cái con này nó nhắc liên tục. Nhắc là sao? Con nhắc làm sao? Hôm nay bà chưa đọc kinh đâu nhá. Con nhắc là, sao? Ừ, là bà ơi ba giờ đọc lòng thương đi. À. Bà ơi ba giờ đọc kinh lòng thương xót Chúa đi. Con nhắc bà vậy hả? ừ. Mà bàn thờ của con thì con thờ uy nghi lắm nhưng chính chồng con là người lên nhà thờ chính tòa mua bàn thờ cho con đấy và đầy đủ như thế người ta bảo là thế nhà bảo là, tôi chẳng đi theo đạo phật mà tôi đạo ông bà tôi chỉ thờ ông bà thôi tôi chả có theo lên chùa lên tiền bao giờ cả thế thì nhà con như vậy con cháu con cái con tất cả con con không bắt theo bây giờ gia đình người ta như thế rồi bắt theo mà người ta không theo được thì chính mình là người có tội mình không dẫn được người có tội con chịu vậy thế nhưng mỗi đứa như con này thì từ ngày mà gặp cha thì cha bảo con thế con nghe đạo nó con có thế nhưng mà về thì chính chị em trong giáo xứ con ấy bảo bây giờ nó thế này là bà chết thì ai cho nó đi nhà thờ thì thôi để nó theo nó thờ bố mẹ nó thôi thờ bố mẹ nó thì con vui lòng vậy thế nhưng mà được cái là ở làm với bà hai bà bà nhau là có thư cha và cộng đoàn con bây giờ chồng con như thế rồi chờ ông ấy thì làm nhà dưới thì không leo được để kể ai? kể chồng của bà đang bị bệnh gì kể cho mọi người nghe bây giờ thì là nhiều thứ bệnh đó hút này tiểu đường này tim mạch này rồi máu nhiễm mỡ này rồi là huyết áp cao này, đấy, thế và như vậy là giờ máu động trong não không mổ được, mổ được chỉ ba mươi sự sống thôi. giờ cứ 3 tháng để chạy oxy lão một lần, đấy, mà con vẫn phải lo hết. mà năm nay là năm thứ ba rồi, hai năm trước thì như vậy là con cứ kêu sư xin chúa thôi, thương con. con khấn nhà con trông thấy, nghe thấy, con đọc kinh cho nhà con nghe thấy cẩn thận thôi. các con con nghe thấy cẩn thận, đến giờ con đọc kinh là im một phép không có ai gọi cái gì làm cái gì mà kệ mẹ ông ấy thấy ừ. con là như vậy thế mà như vậy là chồng con nghe thế cũng nói cũng bảo rằng là thôi thì bà ấy tin thì tao được nhờ ừ. tin thì tao được nhờ không bao giờ gàn có thế lắm hôm lại còn bảo là dị ơi ba giờ mà không thấy bà mày đọc kinh à đấy chồng con đấy năm nay 85 rồi thế ừ. bây giờ nhớ nhớ quên quên ăn rồi bảo chưa ăn thế ai vào nói chuyện này mà chốc ra bảo bà ấy ai đấy nhỉ không nhớ được Thế nhưng mà ăn rồi thì bảo là lâu lắm bà chả tôi chưa ăn cái gì cả. Thế nhưng nó bảo mới ăn hôm qua xong lại ông lại bảo không ăn rồi. Mà bảo, bà bánh mấy bánh bà mày thì lại hai bà cháu lại cắn răng chịu không nói gì cả. <laughs> Thế nhưng hôm nay con tôi nói con nói ông sao? Ờ, ông hay quên lắm. Ờ. Con thân bảo, hôm qua mới ăn ông cứ quên. Vậy ông mà, mày cứ anh là <laughs> con bản thân con như vậy thì con thư cha là hoàn cảnh nhưng mà được cái bây giờ con nói trước mặt cha và tất cả cộng đoàn và trước mặt chúa tuy thế nhưng mà trong họ ngoài làng ai cũng quý con tất cả những người ốm đau người ta bảo ung thư thì không được đến chỗ người chết chỗ những người ốm đau con không bỏ mà đám nào từ già đến bé nhưng mà con hỏi giáo sư người ta bảo là bà biết kiêng thì bà phải giữ thế này nhưng trước khi con đi là con khấn chúa là phù hộ cho con được như ý đấy thì à, giáo sư dạy là gần chết thì đừng vào vì khí lạnh của người sắp chết nó thỏa thằng mình mình là có bệnh nó sẽ nhiếp nhanh hai nó có, có lý lắm chứ hai là chết rồi đừng vào chưa liệm đừng đến mà liệm buổi sáng để buổi chiều đến người ta cái thứ nhất cho vào quan tài rồi mà khí lạnh đã tràn hòa cho mọi người rồi nhẹ đi rồi mình viếng thì ngoài sân thì mình đi về chứ mình không vào đấy thế thế là con cứ như con chả bỏ đám nào mà ơ ờ thế bà bà ung thư bổng là chứ ừ có bề trên nâng đỡ rồi không sợ đấy còn đứa nào ngu thì đứa chết bảo thế thôi đấy con nói như thế thế mà còn là ngay là thông gia của chị gái chồng con đấy nhà có bốn đứa con ba đứa ung thư trốn hết Trốn hết thế xong con lên con viếng thế con bảo thế tất cả chúng nó đâu rồi bảo bây giờ chúng nó tránh hết rồi ở về đây ta bảo Bây giờ mẹ mày phát tang suốt từ lúc 9 giờ sáng Mà bây giờ 6 giờ tối rồi chúng mày còn trốn hết thế này à Về hết đây vẫn còn lo tang Cứ nào chết tao chịu Lý giáo sư dạy tao như thế đấy Tại sao tao ung thư mấy chục năm nay tao vẫn còn lên Thế thì cuối cùng là về nghe con về Để sau đưa lạng chúng con xin lỗi bà Con xin lỗi bà con không biết Mà mắng tiếng đi nước ngoài về đấy Trốn hết Mẹ chết có khổ không Không có người phát tang toàn rẻ mấy dâu Toàn rẻ phát tang này đấy thế cho đắp lễ thôi thế con nói như thế. Thế còn bây giờ dân làng, con thưa cha là ngay 28 Tết rồi rồi chị chồng con 60 mươi 96 tuổi chết. Mà gần chết mà bà ấy thì độc ác cái con vô cùng tận. Chị chồng ấy độc ác hơn mẹ chồng. Thế nhưng mà con không, không, con vẫn thương khi mà liệt làm đấy để con vào chứ ngày hôm nay con ngày mai con không sang thì mà mấy ngày bà lại không sang à thế sang thì bảo là chứ tao chết đừng bỏ tao nhá mày phải tắm rửa cho tao con tắm rửa hết cha ừ. con không bỏ người là con tắm rửa khi chết con tắm rửa hết con không bỏ nhưng trước khi tắm là con đọc kinh ừ. chú thương xót thương con cho con làm hoàn thành nhiệm vụ có máu ngủ của con đấy con nói như thế còn hôm nay con vào đây là con từ ngày cha về đây là năm năm rồi ừ. con chưa được gặp cha chỉ nhìn trên hình ảnh thôi thứ năm và chủ nhật thôi Nhìn này, khen mà ô nó hai bà cháu Ơi giờ cha béo hơn là giáo điểm tin mừng nhỉ chơi đẹp trai hơn nhỉ thế nó hai bà cháu khen như vậy cha đẹp trai hơn mà là béo hơn nhỉ thế nhưng mình cứ nghĩ nghe đến chuyện bà cố thì hai bà cháu lại khóc lại thương lại thương thế cho nên là ao ước vào từ năm ngoái ao ước nhưng hôm nay từ trong năm này là con quyết tâm con bảo con con là còn ba cặp vợ chồng một cặp vợ chồng gái hai cặp vợ chồng trai các con phải nhớ là mà sẽ có một ngày các con phải lui ba cái mạng người này bây giờ một mình mẹ phục vụ ông phục vụ cháu như thế này các con không phải lo Bây giờ người ta thuê mỗi một người một người, phục, một người phục vụ một người là 10 triệu một tháng. Thế các con có tiền không? Làm nuôi con, nuôi cháu. Thế bây giờ các con có tiền không? Thì giờ sẽ có ngày ấy chúng mày chuẩn bị tinh thần đi. Nó bảo mẹ còn sống lâu chú ban cho mẹ sống được 100 tuổi. 100 tuổi rồi cũng chết. Con bảo như thế. Nhưng mà con quyết tâm lắm. Hai bà cháu thì thầm với nhau. Dám đặt vé trách đi hơn một tháng. Mà vé bây giờ là gần 4 triệu. Một vé. Nhưng hai bà cháu đặt có hai triệu một vé rồi giấu đi không cho ai biết cả nhưng cách đây gần đây nghĩ bảo là chờ hè là hai cái thằng đi đại học cháu nội đi đại học về thì bà giao cho chúng mày bà thưởng cho chúng mày mua tất cả đồ ăn đồ uống cho chúng mày ở nhà ăn uống trông ông và giao cho vợ chồng thằng út mà cái thằng mà đã vào với cha lắm ngoái thằng hinh đấy vũ trọng hinh đấy thì là như vậy là nó bảo là con vào con gặp cha long một lần mà con cảm thấy con mến phục lắm thì thôi mẹ cứ đi con này nhà con trông bố thế đi nhà từ sáng gọi điện địa ba lần rồi thế nhưng là đầu tiên thì nhà ông ấy thì dỗi ông ấy yên tâm tôi đi vào đây cách thứ nhất là tôi vào nơi giáo điểm tin bằng chỗ cha long trước tiên xong rồi tôi còn nhá ông còn em trai 81 tuổi nằm ở bà rịa vũng tàu kia cũng liệt hai năm nay rồi thì ông có muốn tôi vào thêm em, em trai ông không? không có có thì lặng yên hai nữa là con một bà chị 99 tuổi chị cả Nhà con mười bố mẹ con sinh được 11 chị em Bây giờ còn sống 10 người Chị cả con cả tuổi bụng là 100 tròn Bà lớn nhất bao nhiêu tuổi? 100 tuổi Đấy Còn bà thứ hai là 95 tuổi Bà thứ ba là 89 tuổi Đấy Thưa cha như vậy Còn ông anh con trên con là 86 tuổi Con là 83 tuổi Còn dưới con nữa thì mới có Cậu thứ 10 74 tuổi Như vậy là bị tai lạn chết trước Tết 2 tháng Còn 10 người nữa Đấy Trọn vẹn đấy thế nhưng mà con chỉ buồn một cái là còn ba bốn người con gái là chồng chết rồi mà chưa chịu về với đâu chúa con hàng ngày con chỉ kêu xin là chúa cho túm tóc mai lôi tóc gáy con chúa về với chúa cái gì cái gì túm gì túm tóc mai lôi tóc gáy về với chúa thế nhưng mà chưa chưa được chưa thành công hứa là gần chết thì em về gần chết thì chị về gần chết chị về chết thì còn nói chuyện gì nữa bây giờ không biết câu kinh hạt thì nói chuyện nên lãi gọi điện cho con con bảo con đang ở dưới đản trên mình vào chỗ cha long đây ồ oh, thế à ồ oh, thế à thế cầu nguyện cho cầu nguyện thì có về với chúa không có 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 thế mà cha biết có thật thì không thì con chưa biết thế thì con nói thật với cha như vậy thế còn anh em con ba bốn ông con trai thì ba ông cũng bỏ chúa nhưng bây giờ về hết rồi ngoan ngoãn hết rồi ngoan ngoãn hết vợ không có đạo con dạy kinh rồi con bảo chị có theo mà chị lại không chị dâu con lại người lai like Trung Quốc. Ừ. Anh trên em dưới không có bố mẹ thì không ở một mình giờ chết. Con bố thì đi đạo, mẹ thì đi lương thì thờ thế nào? Thế con mới giải thích cho chị thế. Thì từ ngày năm năm 2017 đấy, ừ. con bảo con giải thích cho chị thế là chị cô ơi, cô, cô cho tôi đi học giáo lý đi. Ừ. Tôi về với anh cô thì nó nói, thờ tôi đi nó bỏ tôi. Đấy. Thế mà thằng con trưởng thì lại Đeo đạo tiên lành. Ừ. Nhà ba loại đạo thì biết thờ thế nào? thế con bảo thế, thế chị cứ theo chúa đi chúng nó phải theo thờ thế xong là cuối cùng là cha mới bảo này chứ cha xứ bảo bây giờ bà lớn tuổi bây giờ không ai tìm được ai mà ừ. mà đỡ đầu chị để có kém con 2 tuổi thế đỡ đầu bây giờ tôi hỏi đức cha rồi là bây giờ chị em đỡ đầu cho nhau được ừ. thì bà dạy kinh đi thưa cha 8 tháng rời từ nhà sang nhà chị mấy cây số bốn giờ con sang đi qua như địa thờ dục dạy cho chị đến 8 giờ học, 8 tháng giờ chị thuộc kinh là làm phép được đấy đấy chị con theo được hai năm rưỡi thì chị con chết chị còn chết thế giờ ngoan và mà anh con giờ ngoan đạo thờ tử tế lắm thế ngày dỗ rồi giờ gọi cô lẫy cô lẫy rằng là vâng gọi cô lẫy sang nguyện kinh mà anh không theo thì anh phải ăn đòn thế con nói nhưng bây giờ ngoan bây giờ biết ngoan đạo rồi biết đi lễ biết gì từ ngày vợ theo đạo thì chồng trở lại làm phép cưới mà bây giờ mới làm phép cưới nhưng mà sướng không có sướng bảo sướng đồng ý rồi. Thế là bốn người con trai nhà con Mỗi cậu út lấy vợ lấy vợ ở bên nương, ở bên giáo thì là tuần đồng Còn ba ông lấy vợ bên nương bây giờ thì cậu cái cậu chết rồi đấy, vợ cũng theo đạo, con cũng phải giảng dạy cho vợ theo đạo rồi. Đấy được năm năm thì chồng chết. Thế còn ông trưởng thì vợ theo đạo được hai năm rưỡi thì vợ chết. Đấy. Còn ông ông thư thứ ba thì lấy vợ cũng chất độc da cam. Thì hai vợ chồng không phải chất độc da cam mà nhiễm xạ vì sản xuất bom. Đặc bom đạn vũ khí bom đạn thế nhiễm xạ bây giờ có bốn đứa con thì ba đứa bị bị nhiễm xạ ừ. vâng thế mà bây giờ chị chết rồi chị dâu con chết rồi thế nhưng mà anh con bây giờ ngoan đạo lắm mà lấy cái chị thứ hai này có đạo đảng viên của bà chúa con và con giải thích thế là hai vợ chồng ra làm phép kích đồng ý thì giờ đạo giờ ngoan đạo thế là bốn ông con trai được về đạo hết về với chúa hết nhưng con còn buồn bây giờ là còn ba bà em một bà chị là chưa chịu về chưa chịu về mà chồng chết cả rồi chứ không phải như con còn có chồng đâu đấy thế thì giờ con Thưa cha là con chỉ ngày đêm xin chúa cho các chị em con về một mũi, về một ừ, với chúa thế nhưng mà hứa là gần chết em về gần chết chị về ừ, thì chờ chết để về, về thì nói chuyện làm gì thế nhưng mà con vẫn nói như thế đấy cha thì con chỉ vòng cầu xin như vậy thôi mà bây giờ đấy con bản thân con như vậy bây giờ 83 tuổi bệnh tật như thế này ung thư 27 năm nay rồi mà ruột gan rỗng hóe rồi phổi cắt một một phần hai phần ba lá phổi bên đây rồi mà nửa ngày bên đây là lát hết rồi tai lạ nát hết nhưng chú ban cho con bây giờ đi xe điện bèo bèo, đi xe đạp điện vèo bèo thế người ta bảo con lại cụ Cũng đi xe điện cũng được mà công an đã bắt ta ta cho mẹ cái xe điện con xin lỗi cha cả. cho mẹ xe điện ta trả có tiền phạt ta cho mẹ xe điện là xong mà chẳng thằng nào bắt cả mà người ta bỏ đội mũ bảo hiểm con cứ đội loán này. thế chẳng nào bắt cả con vừa đi vừa đọc xin chúa chúa tha tội cho con chúa cho con không thằng nào bắt con cả con vẫn đi xe điện đều đấy Cái đội nón là không đội mũ nữa. bà có chở con đi không? bà chở con luôn hả? Bà vẫn chở bà vẫn chở về vẫn chở đi chợ bà chở con đi chợ ngồi sau có sợ không? không hả? không à bà chở từ bé lớn lớn là sợ gì bà chở từ bé lớn lớn là sợ gì? rồi con có muốn được làm con chúa không? con có chưa không đi được lễ à, muốn làm con chuối mà không theo đi được bà lễ. lễ bao nhiêu năm đấy à? theo bà đi lễ bao nhiêu năm đấy thế nhưng mà khó một cái là mọi người tham gia như vậy là ban hành giáo cũng tham gia là bây giờ bà mà cho cháu nó đi như thế này thì bà chết thì ai cho nó đi thế khó tôi, tôi thì tôi nghĩ không không phải như thế Tại vì nếu mà nó muốn theo đạo thì cứ cho nó theo đạo rồi mình đâu biết được bà chết trước hay nó chết trước mình đâu ai biết biết được mà nói như thế phải không ạ? Bà nghĩ thì đúng không? không? Có. Đúng không? Bởi vì ai, ai biết được Chúa cất ai về trước lá vàng còn ở trên cây lá xanh rụng xuống mà. Đúng. Đâu có được. Nếu mà cháu nó khao khát muốn rửa tội muốn ấy thì bà cứ dạy giáo lý cho cháu rồi đến trình với cha. Đây là trường hợp đặc biệt xin ra rửa tội cho cháu nó được làm con của Chúa. Nó học tới lớp 9 mà đầu óc nó bình thường thành chỉ tội cái cái cơ nó không được điều khiển theo như cái đầu nó thôi chứ. Đầu óc vẫn còn minh mẫn trả lời đâu vào đó lắm mà. Đúng không ạ? chỉ nó không diễn tả được thôi thì tôi nghĩ rằng là mình đừng có nói rằng là bây giờ nếu mà bà cho nó rửa tội rồi mai mốt rồi bà chết đi thì ai mà dẫn đi lễ hay Chúa có cách của Chúa chứ sao mình không tin vào sự quan phòng của Chúa biết đâu mai mốt lại có một anh nào thương nó rồi muốn cưới nó rồi dắt nó đi lễ hay sao có ai thương con mới lấy con chịu không không sao vậy con không thích lấy chồng à không thích lấy chồng muốn đi tu không không muốn làm gì con, con muốn ở vậy thôi <laughs> muốn ở vậy thôi ở với bà vâng ừ. muốn bà mất rồi ở với ai con ở một mình ở một mình đâu sao đâu rất thử tin mà chà, sao mình lệ. phải lo như thế mà nếu như nó không có đi lễ đi lễ được thì ở nhà thánh lễ trên cuộc đời của nó là quá đẹp rồi đúng không ạ có như khỏe mạnh chân tay lành lặn vậy tuần lễ được mấy ngày con đi ngày nào à. <laughs> còn trong khi đó mình cứ lo là nó nó đau bệnh như vậy không có anh dắt nó đi đấy thì nó bỏ đạo chắc đâu niềm tin của nó mà con còn nhớ cái, cái gì món quà cha tặng con không Cô, cái gì hồi xưa cha tặng con sách kì ừ. đây ừ. chưa hát ừ. tôi ảnh à, à nữa ừ. sách đài chẳng hạt ảnh con giữ không con con vẫn để nha vẫn giữ tới giờ à không ai xin được nó cả, hả? không ai xin được, à, không ai mượn được nó cả, mà ừ. của cha long tặng là tặng tôi thôi, ừ. không ai xin được. Mà những uh, cô có đạo đấy mà xuống nhà thăm con là phải ốm đau, chúng ta mà thấy cho cô xin hay cho cô mượn mà không mượn đâu, vật kỷ niệm, không mượn à, giờ Có cho cho mượn đâu? Con, à. con cất đủ của con. À, cách à, trong tủ lý do. Nhìn ừ, quân làm kỷ niệm. À, làm kỷ niệm, rồi à, có nhớ cha không? Con có. À. con vào cha về đây cha đỡ bất là hơn nên cha yếu cha đẹp hơn À, cha phải đây cho đỡ vất vả hơn ở dấu điểm tin mừng mà cha còn đẹp hơn đẹp hơn không đẹp hơn hả đẹp hơn à, vậy. hồi xưa cha đen hơn à. giờ chơi <laughs> hồi xưa đen hơn bây giờ làm sao giờ thì trắng trời hơn à, thì trắng trẻo hơn <laughs> rồi À, thưa anh chị em và các bạn uh, bây giờ thì cha lại tiếp tục tặng cho con những món quà để làm kỷ niệm nhá Ừ. đây cho tặng cho con cái sợi uh, chuỗi uh, để con đeo vào tay con nhé đây cho đeo cho con rồi đeo vào rồi rồi đây là cho bà nhá rồi mời bà đây sợi chuỗi tặng cho con con đeo vào cho con cho bạn mình này giữ cho chặt nó làm vậy đó đây đây cho bà uh, tặng cho bà nha đây. đây là những máy mới này đây là máy chuyện xưa tích cũ đây thứ năm hàng tuần đây cho thu lại cho cái máy này đây nha đó là chuyện xưa tích cũ đó còn đây là radio bài giảng lòng thương xót chúa của năm 2024 để radio sống được chính nhân là những người hội lên họ làm chương trình chủ nhật đó điểm hẹn chủ nhật đó để gom lại nha và hồi xưa cho tặng con một cuốn sách À, bây giờ cuốn sách được làm này mới hơn rõ hơn là cuốn sách kinh nguyện lòng chúa thương xót dạ, nha yeah. rồi đây là cuốn sách con đường tín thác dạ, và đây là cuốn sách đọc được không những nó không phải đọc được không, không được à. những ừ. à, cả cái chữ này nó viết hơi khó khó hơi khó đọc cho con đúng không ờ à, tại vì ông này cũng đọc bỏ bọc chắc không có bọc rồi thưa anh chị em và các bạn trước khi kết uh, chương trình uh, điểm hẹn chủ nhật hôm nay hiệp hành với chất độc màu da cam mấy chị em và các bạn cùng với người chị em của chúng ta uh, hát lên ca khúc xin tha thứ và chữa lành bây giờ cuốn sách này chắc còn đọc được rồi đây chữ đây đọc được không những là thư không người đông thương sợ à, cho chàng phá tay thương em mà các bạn đây cho tặng với con nhé rồi bây giờ thì uh, xin mời cộng đoàn cùng với bà đây rồi con hát bài tha uh, thứ và chữa lành nhá con biết hát bài nào không con không biết hát không biết hát rồi để à, bà hát cho con nhé Rồi xin mời cộng đoàn xin dâng lên lòng thương xót chúa những vết thương tâm hồn chúng con xin chúa thương tha thứ chữa lành nhân chìm con vào lòng chúa xót thương bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin xin chúa thương tha thứ chữa lành nhân chìm con vào lòng chúa xót thương bao nghĩ bao nhiêu lần tư tưởng bất chính nhục bạ và giữ lòng ghét ghen xin chúa thương tha thứ chữa lành nhân chỉnh còn vào lòng chúa xót thương bao lòng này tức bực hơn căm thu hận và ám ánh nắng nó xin chúa thương tha thứ chữa lành nhân chỉnh còn vào lòng chúa xót thương bao mật hòa với người anh em trang nhìn nhận tôn trọng cảm thông xin Chúa thương tha thứ chữa lành nhân chỉnh con vào lòng Chúa xót thương xin Chúa thương tha chúa, xin Chúa thương xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con xin chúa thương tha thứ chữa lành nhân chỉ con vào lòng chúa xót thương